Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên xác nhận MU 99% đón Ngọc Quý. Fernandes nhìn giống đội trưởng MU hơn Maguire. Ole Gunnar Solskjaer đang hồi sinh MU bằng DNA quỷ đỏ. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Huấn luyện viên chính thức xác nhận MU 99% đón Ngọc Quý. Manchester United chuẩn bị chào đón tân binh Amad Diallo từ Atalanta, ngôi sao người bờ biển Nga mới đây đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng và sẵn sàng ra mắt quỷ đỏ ở giai đoạn 2 của mùa giải. Chưa dừng lại ở đó, niềm vui của các fan hâm mộ Manchester United sắp được nhân đôi khi đội bóng này được cho là đang ở rất gần tân binh thứ hai, Moise Caicedo. Nhiều nguồn tin từ châu Âu đã đưa tin rằng 99% ngôi sao người Ecuador sẽ cập bến Old Trafford. Theo nhà báo Pipe Serra của Win Sport TV, Manchester United đang ở rất gần Moise Caicedo. Chỉ cần đội chủ sân Old Trafford chấp nhận mức phí chuyển nhượng 10 triệu bảng của Independent Del Valle, cầu thủ 19 tuổi sẽ là người của Quỷ Đỏ. Các vấn đề liên quan đến hợp đồng, điều khoản cá nhân và hộ chiếu sẽ không phải là vấn đề với Caicedo. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Renato Paiva, người sắp được bổ nhiệm vào ghế nóng của Independent Del Valle, cũng đã xác nhận ngôi sao người Ecuador đang trên đường tới Manchester United. Chia sẻ với MySuitable, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay, Moise Caicedo, người đang được đàm phán để chuyển tới Anh, năm nay cậu ấy 19 tuổi và đã ra sân cho đội tuyển quốc gia Ecuador. Như vậy, Moise Caicedo gần như sẽ là cái tên tiếp theo cập bến sân Old Trafford. Trong bối cảnh Pogba sắp chia tay Manchester United, tiền vệ người Ecuador được xem là một phương án thay thế chất lượng. Rio Ferdinand phát ngán với Pogba, chỉ ra cầu thủ Man United nên mua nhất. Và cựu hậu vệ của Quỷ Đỏ, Rio Ferdinand tuyên bố rằng anh không bận tâm về việc Paul Pogba ở lại hay rời Old Trafford và tin rằng Man United sẽ được hưởng lợi từ việc ký hợp đồng với Jack Grealish. Pogba đã có một số màn trình diễn đáng khích lệ thời gian gần đây, nhưng có vẻ như anh đang ngày càng rời xa Man United. Trong khi đó, Jack Grealish vừa có trận đấu chói sáng trong thất bại của Aston Villa trước Man United và càng khiến Ole Gunnar Solskjaer thèm khát hơn. Tôi không quan tâm Pogba có ra đi hay không, Jack Grealish là cầu thủ mà tôi yêu thích, Ferdinand nói. Tôi biết Jack Grealish từ khi cậu ấy còn ở tuổi thiếu niên. Jack Grealish đã đến nhà hàng của tôi và tôi đã mua cho cậu ấy và bố cậu ấy vé xem một trận đấu. Jack Grealish là một chàng trai tuyệt vời với một gia đình tuyệt vời. Cậu ấy yêu bóng đá. Điều mà những đứa trẻ nhỏ tuổi không thấy ở Jack Grealish là khao khát bóng đá và nỗ lực đằng sau những cánh cửa đóng kín, sự chú ý đến từng chi tiết và cách cậu ấy luyện tập. Jack Grealish đã thay đổi chế độ của mình, luôn nhìn lại bản thân và hỏi xem cậu ấy có thể làm gì để tốt hơn. Tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng cậu ấy rất siêng năng trong tất cả các công việc ngoài sân cỏ để đạt được vị trí hiện tại. Bạn đang thấy kết quả từ tuần này qua tuần khác. Nếu tôi là huấn luyện viên của một đội bóng hàng đầu nước Anh thì tôi sẽ không cho phép Jack Grealish ở lại đó, tôi sẽ đến và đưa cậu ấy đi. Biến căng vụ Cavani bị cấm thi đấu, MU sắp được hưởng lợi. Như chúng tôi đã đưa tin, tân binh Cavani của MU đã bị Liên đoàn bóng đá Anh FA cấm thi đấu 3 trận vì cáo buộc phân biệt chủng tộc. Cụ thể, sau chiến thắng 3-2 của MU trước Southampton hôm 19 tháng 12, Cavani đã sử dụng từ ngữ nhạy cảm Negrito để chia sẻ cảm xúc vui mừng với một người bạn. Theo văn hóa Uruguay, từ ngữ này vẫn được sử dụng giữa những người có mối quan hệ thân thiết, song tại Anh thì lại mang hàm nghĩa phân biệt chủng tộc. Dù đã giải thích và lên tiếng xin lỗi, song Cavani vẫn phải nộp phạt 100.000 bảng và treo giò 3 trận. Tiền đạo mang áo số 7 đã ngồi ngoài được một trận gặp Aston Villa hôm 2 tháng 1. Tuy nhiên, vụ việc này mới đây đã có thêm tình tiết mới cực căng thẳng. Hiệp hội các cầu thủ bóng đá Uruguay vừa đưa ra thông báo chính thức phản đối và yêu cầu FA lật lại vụ việc. Không hề lên án hành vi phân biệt chủng tộc, chính FA đã tự mình thực hiện hành vi phân biệt đối xử với văn hóa và lối sống của người Uruguay. Cavani chưa bao giờ thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể bị hiểu là phân biệt chủng tộc. Trích đoạn thông cáo của Hiệp hội các cầu thủ bóng đá Uruguay. Liên đoàn bóng đá Uruguay lập tức chia sẻ lại thông cáo trên và bày tỏ thái độ đứng về phía Cavani. Sau đó, hàng loạt cầu thủ Uruguay đang thi đấu ở nước ngoài cũng đồng loạt thể hiện sự ủng hộ với chân sút 33 tuổi. Tiêu biểu có thể kể đến Luis Suarez, Diego Godin, Lucas Torreira, Jimenez, Coste. Thậm chí, một số cầu thủ còn tố ngược FA đang đối xử bất công với cầu thủ bên ngoài nước Anh. Theo họ, án phạt cấm thi đấu 3 trận là điều phi lý và nực cười nhất thế giới bóng đá. Nếu FA lật lại vụ việc và hủy bỏ án phạt, MU sẽ hưởng lợi trong bối cảnh lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Trước mắt Quỷ Đỏ là trận bán kết cúp Liên đoàn Anh với Man City và vòng 3 cúp FA với Watford. Thực tế, Cavani không muốn kéo dài vụ việc này và quyết định không kháng cáo. Anh viết một tâm thư dài trên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi đến những người có thể vô tình bị tổn thương, đồng thời khẳng định bản thân không có ý phân biệt chủng tộc với bất kỳ ai. Bruno Fernandes nhìn giống đội trưởng MU hơn Maguire. Phil Neville đánh giá Bruno Fernandes đã nhanh chóng trở thành đầu tàu trong lối chơi của Man United và chiếc băng thủ quân của câu lạc bộ sẽ sớm tới với chàng trai người Bồ Đào Nha.
thực sự ấn tượng. Tôi nghĩ việc cậu ấy đóng góp nhiều bàn thắng là điều cần thiết để đội bóng bắt đầu nghĩ tới cuộc đua giành danh hiệu, bên cạnh việc kiến tạo và tạo tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ của câu lạc bộ. Nghĩ lại thời điểm khi cậu ấy gia nhập cách đây 12 tháng, Man United có lẽ không ở gần Man City và Liverpool, kể cả Chelsea. Nhưng giờ, MU đang cùng Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Tôi nghĩ điều đó nói lên nhiều điều về Bruno Fernandes, đó là những tác động tích cực mà cậu ấy mang tới câu lạc bộ này. Điều tôi thích về Bruno Fernandes là cậu ấy giống như một đội trưởng của Man United. Cậu ấy nói chuyện giống đội trưởng, là một thủ lĩnh trên sân và luôn biết giữ đôi chân ở trên mặt đất, đó là điều hết sức quan trọng. Cầu thủ 26 tuổi đang làm tất cả những gì có thể để đưa ánh hào quang trở lại với MU với hàng loạt bàn thắng và đường kiến tạo đều đặn kể từ khi chuyển đến Anh từ Sporting vào tháng 1 năm 2020. Fernandes đã tham gia vào 33 bàn thắng cho United chỉ sau 30 lần ra sân ở Premier League. Chỉ có cựu tiền đạo của Quỷ Đỏ là Andy Cole là nhỉnh hơn với 37 bàn. Lúc này, Man United đang có 33 điểm sau 16 trận bằng với Liverpool. Vào rạng sáng mai, ngày 5 tháng 1, Liverpool sẽ chạm Southampton ở vòng 17 ngoại hạng Anh. Nếu Liverpool, khoảng cách sẽ là 3 điểm nhưng MU vẫn còn một trận đá bù ở vòng 1 Premier League. Ole Gunnar Solskjaer hồi sinh MU bằng DNA Quỷ Đỏ. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã mời hai huyền thoại MU là Roy Keane và Ryan Giggs về để nói chuyện cùng các cầu thủ. Bên cạnh một nhóm phân tích mới, và phương án này đã giúp MU vươn lên vị trí top đầu tại ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Solskjaer từng phải chịu áp lực rất lớn hồi đầu mùa giải sau những màn trình diễn thất vọng của MU, bao gồm trận thua 1-6 trước Tottenham hồi tháng 10. Nhưng giờ đây, Quỷ Đỏ đang cùng Liverpool đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và đã giành chiến thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Điều gì đã giúp đội bóng này hồi sinh? Hôm thứ hai, câu lạc bộ vừa xác nhận rằng Darren Fletcher, một trụ cột dưới thời Sir Alex Ferguson, sẽ vào làm việc cùng ban huấn luyện đội 1 của Solskjaer. Đây là một trong những động thái góp phần hồi sinh MU sau quãng thời gian chật vật hồi đầu mùa. Solskjaer đã nói về việc bổ nhiệm Fletcher. Darren có DNA MU chạy trong huyết quản, cậu ấy biết chính xác những gì cần thiết để trở thành một cầu thủ MU. Cậu ấy đang ở trong giai đoạn đầu của sự nghiệp huấn luyện và đã có kinh nghiệm cả trong và ngoài sân cỏ. Cậu ấy là sự bổ sung tuyệt vời cho đội ngũ nhân viên. Fletcher trong khi đó nói: "Tôi rất vui khi được trở lại câu lạc bộ với tư cách là một thành viên của ban huấn luyện đội 1. Tôi đã có một khoảng thời gian thú vị với đội trẻ. Giờ đây, tôi muốn thực hiện những bước tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của mình bằng cách làm việc với Oli và trợ lý của anh ấy." Nhưng không chỉ có vậy, huấn luyện viên Solskjaer còn thực hiện nhiều biện pháp khác để cải thiện thành tích của MU trên sân cỏ và tạo ra một cảm giác như ở nhà trên sân tập Carrington. Một trong số đó là bổ nhiệm một nhóm phân tích mới. Theo The Atlantic, Solskjaer đã đại tu nhóm trợ lý sau hậu trường của mình. Ông đã thuê trưởng bộ phận dữ liệu Andrew Metedit, người chuyên cung cấp thông tin cho các huấn luyện viên và cầu thủ. Cùng với đó là trưởng bộ phận hiệu suất Richard Hawkins để phân tích toàn đội từ góc độ vật lý. Marin Putt, người đã ở MU từ mùa giải trước, sẽ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc những cầu thủ chưa đủ thể lực và giữ họ sẵn sàng khi được gọi. Quan trọng nhất, huấn luyện viên Solskjaer đã mời những huyền thoại về để truyền cảm hứng cho các học trò. Cựu tiền vệ Roy Keane, người thường chỉ trích MU trong vai trò chuyên gia trên Sky Sport, đã đến để nói chuyện với các cầu thủ trẻ về kinh nghiệm của họ tại Old Trafford. Góp mặt cùng Keane còn có huấn luyện viên xứ Wales Ryan Giggs. Những thay đổi đó đã giúp nâng cao bầu không khí tại MU và giúp họ có được những kết quả tích cực. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đã giành chiến thắng trong các trận đấu quan trọng và cả những trận đấu khó khăn, ví dụ như trước Wolverhampton và Aston Villa. Trong khi đó, các cầu thủ trụ cột như Bruno Fernandes, Anthony Martial và Marcus Rashford cũng luôn có tâm trạng ổn định để đạt hiệu suất cao nhất trên sân cỏ. Phát biểu sau chiến thắng 2-1 của MU trước Villa vào tuần trước, Solskjaer đã khiêm tốn nói về cơ hội cạnh tranh danh hiệu của đội nhà, nhưng ông rất hài lòng với dấu hiệu hồi sinh của họ gần đây. "Tôi rất hạnh phúc với vị trí hiện tại, tôi nghĩ giải đấu sẽ rất căng thẳng. Mỗi khi bạn thắng một trận, bạn sẽ tiến thêm một bước," Solskjaer nói. "Tất nhiên chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi đang làm, đó là một sự khác biệt lớn so với 12 tháng trước. Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều, chúng tôi đang ngày càng hoàn thiện và ngày càng mạnh mẽ hơn." Có lẽ MU sẽ tiếp tục tiến xa trong mùa giải này, và nếu đúng như vậy, Solskjaer sẽ góp công rất lớn trong thành công của câu lạc bộ. Chuyên gia chỉ ra 4 cái tên mà Chelsea sẽ hy sinh vì Declan Rice. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, The Blues đã bỏ ra 250 triệu bảng để chiêu mộ tân binh. Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Kai Havertz và Edouard Mendy đều góp mặt trong đội hình chính, trong khi Malang Sa được ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do và đã chuyển sang khoác áo FC Porto theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea vẫn chưa hài lòng. Họ vẫn muốn đưa về thêm những bản hợp đồng chất lượng để phục vụ cho tham vọng chinh phục Premier League và Champions League. Declan Rice đang là ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Stamford. Tiền vệ người Anh nổi bật ở khả năng thu hồi bóng, thường xuyên thực hiện những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Thế nhưng mức giá của Rice là không hề rẻ. Mới đây, chuyên gia Alex Cook của Talksport nhận định West Ham ngạc nhiên khi Chelsea không đưa ra lời đề nghị chính thức nào vào mùa hè, nhưng họ đang chuẩn bị tinh thần để điều đó xảy ra ngay bây giờ hoặc cuối mùa giải.
Trước khi chiêu mộ Declan Rice, mục tiêu số 1 và duy nhất của Chelsea, họ cần phải đẩy đi những cái tên khác trong đội hình. Danny Drinkwater, Fiyako Mororri, Marcos Alonso là ba ngôi sao mà The Blues muốn bán. Willy Caballero cũng không hài lòng với vị trí hiện tại. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!